các hệ thống phân tầng trong lịch sử. Phân tầng trong xã hội đẳng cấp hay phân tầng đóng? Phân tầng trong xã hội có đẳng cấp là phân tầng đóng. Trong hệ thống phân tầng này, ranh giới giữa các tầng xã hội hết sức rõ rệt và được duy trì một cách nghiêm ngặt. Địa vị của mỗi người bị ấn định ngay từ đầu, bị quy định ngay từ lúc mới sinh ra bởi nguồn gốc, dòng dõi của cha mẹ mình. Một người nào đó sinh ra từ đẳng cấp xã hội nào thì mãi mãi sẽ ở lại trong đẳng cấp ấy, không có cách nào có thể thay đổi được thân phận của họ. Trong xã hội đẳng cấp duy trì nội giao và cấm những thành viên thuộc các đẳng cấp khác nhau xây dựng hôn nhân. Phân tầng xã hội có đẳng cấp hay phân tầng mở? Phân tầng trong xã hội có giai cấp gọi là hệ thống phân tầng mở. Hầu hết các xã hội hiện nay trên thế giới thuộc hệ thống phân tầng này. Đặc trưng chủ yếu của hệ thống phân tầng mở là địa vị của con người chủ yếu phụ thuộc vào địa vị của họ trong hệ thống kinh tế. Trong hệ thống phân tầng này, ranh giới giữa các tầng không quá cứng nhắc và cách biệt như trong xã hội đẳng cấp mà mềm dẻo, uyển chuyển hơn. Một người nào đó từ một tầng lớp thấp có thể chuyển lên vị trí của một tầng lớp xã hội cao hơn. Địa vị của cá nhân thường phụ thuộc trực tiếp vào nghề nghiệp và thu nhập của họ. Trong hệ thống phân tầng xã hội có giai cấp, pháp luật đã chính thức hủy bỏ sự cấm kỵ hôn nhân giữa các tầng lớp xã hội. Phân tầng xã hội ở Việt Nam. Biên độ giữa giàu và nghèo ngày càng cách xa nhau trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Nghèo đói đang là hiện tượng cản trở, gây khó khăn cho sự phát triển kinh tế xã hội ở nước ta. Sự tăng trưởng số hộ giàu và mức độ giàu ở nước ta là một hiện tượng tiến bộ, phù hợp với các quy luật phát triển xã hội.